một vụ tin và sống xin kính chào quý vị hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm bài đọc với tựa đề quả trứng của jeremy jeremy sinh ra trong một thân thể không lành mạnh như những đứa trẻ khác cậu bé bị chậm phát triển về trí óc và mang trong người một căn bệnh bẩm sinh hiểm nghèo nó đang từng ngày làm cho cậu chết dần chết mòn đi tuy vậy ba mẹ jeremy vẫn cố gắng đem đến cho cậu bé một cuộc sống bình thường nhất có thể được và họ đã gửi cậu vào trường tiểu học Teresa. Tuy đã được 12 tuổi, Jeremy vẫn chỉ học lớp 2. Cậu bé dường như không thể tiếp thu được bài học. Cô giáo của cậu, Doris Miller, thường phải phát cáu với cậu bé. Cậu bé thường không ngồi yên một chỗ, cứ vặn vẹo người trên ghế, mũi thì thò lò và hay lau bầu những âm thanh khó chịu mà không ai hiểu cũng có đôi lần khác, cậu bé nói rõ ràng rành mạch và đó là những lúc hiếm hoi ánh sáng đã chiếu xuyên qua được cái đầu tâm tối của cậu. Nhưng hầu hết là Jeremy làm cho cô giáo của cậu bực mình nhiều hơn. Một ngày nọ, cô giáo gọi cho ba mẹ cậu bé và mời họ đến trường để trao đổi ý kiến. Khi ông bà Forrester, ba mẹ của Jeremy ngồi yên lặng trong căn phòng học vắng vẻ, Cô Doris mới bảo họ, Jeremy thật sự không thuộc về chỗ này đâu. Cậu bé thuộc về một ngôi trường đặc biệt. Thật không hợp lý cho cậu bé khi phải học với những bạn bè nhỏ tuổi hơn mà chúng nó lại không hề có vấn đề nào về chuyện tiếp thu bài vở cả. Tại sao mà chúng ta lại phải bắt cậu bé học chung với 19 đứa bạn nhỏ tuổi hơn cậu đến 5 tuổi? Bà Forrester khóc rắm rứt. Trong khi ông chồng trả lời Cô Miller à Thật ra chúng tôi cũng muốn gửi cháu đến trường cho trẻ đặc biệt Nhưng ở gần khu này không có trường lại đó Jeremy sẽ bị sốc nặng Nếu như chúng tôi không cho cháu đến trường này nữa Chúng tôi biết cháu nói rất thích đi học ở đây Doris ngồi thờ ra sau khi nhà Forester ra về Cô cứ nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ Cái lạnh giá như thấm vào trong lòng cô Cô cũng muốn thông cảm với gia đình Forrester dù sao đi nữa, con trai họ đang mang một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng thật là bất hợp lý khi giữ cậu bé trong lớp học này. Cô còn lũ trẻ để giảng dạy trong khi Jeremy ở đó như là một vật cản. Hơn nữa, cậu bé sẽ chẳng bao giờ học đọc hay viết được đâu, tại sao mà phải tốn thêm thời gian mãi như vậy? Khi Doris căng nhất, vấn đề ấy thì có một sự cáo trách trong lòng cô. Cô buộc miệng nói lớn. Ôi chúa ơi, con đang ở đây than phiền, trong khi vấn đề của con thật chẳng là gì so với năng đề của gia đình khốn khổ đó. Xin chúa hãy giúp con có thêm lòng yêu thương và sự kiên nhẫn với Jeremy. Từ hôm đó trở đi, Doris cố gắng để làm lơ đi những tiếng ồn và những ánh mắt vô hồn của cậu bé. Một ngày kia, Cậu bé khập khiễng đi đến bên bàn cô giáo, cậu kéo lê cái chân tật nguyền theo sau. "Con thương cô lắm, cô lỡ ơi." Cậu bé kêu to đến nỗi cả lớp đều nghe thấy. Những đứa trẻ khác khúc khích cười và mặt đầu xích bắt đầu đỏ lên. Cô lắp bắp, "Tại sao vậy? À, điều đó thật tuyệt, Jeremy. Bây giờ con ngồi xuống ghế đi nào." Mùa xuân đến và những đứa trẻ háo hức chờ mùa lễ phục sinh sắp đến. Doris kể cho chúng nghe câu chuyện về Chúa Giêsu và rồi để nhấn mạnh về đời sống mới, cô đưa cho mọi đứa trẻ một quả trứng bằng nhựa. Cô nói với bọn trẻ, bây giờ cô muốn các con đem quả trứng này về nhà, các con sẽ bỏ cái gì đó vào bên trong để thể hiện về đời sống mới. Và ngày mai, các con mang vào lớp cho cô chấm điểm. Các con có hiểu không? Dạ hiểu cô Miller Bọn trẻ trả lời rất phấn khởi Chỉ trừ Jeremy Cậu bé lắng nghe chăm chú Đôi mắt không hề rời khỏi khuôn mặt của cô giáo Cậu chẳng gây ra tiếng động nào Ngay cả những tiếng ồn quen thuộc của cậu Nhìn Jeremy Cô Doris tự hỏi Không biết cậu bé có hiểu những gì cô vừa kể Về sự chết của Chúa Giêsu Và sự phục sinh của Ngài không không biết cậu bé có hiểu bài tập về nhà mà cô vừa giao cho cả lớp không? Có lẽ nên gọi cho ba mẹ cậu và giải thích về bài tập. Tối ấy, cái bồn rửa chén ở nhà đô bị hư. Cô phải gọi chủ nhà đến và đợi hàng giờ để ông ta đến và giúp cô sửa lại. Sau đó, cô còn phải đi chợ mua rau quả, phải ủi quần áo cho ngày mai đi dạy và còn soạn bài kiểm tra từ vựng cho bọn trẻ vào ngày mai. Thế là cô quên mất Chuyện gọi điện thoại cho ba mẹ Jeremy Sáng hôm sau 19 đứa trẻ đến trường Chúng cười đùa và nói chuyện với nhau Khi lần lượt bỏ quả trứng của mình Vào cái rổ to trên bàn của cô giáo Miller Sau tiết học toán Là giờ để mở những quả trứng Trong quả trứng đầu tiên Doris thấy một bông hoa Ồ đúng rồi Một bông hoa Chắc chắn là dấu hiệu của đời sống mới Cô nói khi cây cối đâm chồi từ mặt đất, chúng ta biết mùa xuân đang đến. Một bé gái ngồi ở hàng đầu vẫy vẫy tay. Đó là quả trứng của con đó, cô Miller. Nó là lớn lên. Quả trứng kế tiếp chứa một con bướm bằng nhựa, nhưng nhìn giống thật lắm. Doris cầm nó đưa lên. Cá con biết rằng cái kén đã thay đổi và trở thành con bướm rất xinh đẹp. Đúng rồi, đó cũng biểu hiện cho một cuộc sống mới. Judy mỉm cười tự hào và nói, Cô Meller, đó là quả trứng của con đó. Kế tiếp, Doris nhìn thấy một cục đá có rêu mọc trên đó. Cô giải thích rằng, rong rêu cũng biểu hiện cho cuộc sống. Và Billy từ cuối lớp nói lên, ba con giúp con làm đó cô. Mặt cậu bé thật rạng rỡ. Rồi Doris mở quả trứng thứ tư. Cô ngạc nhiên, quả trứng trống không. Chắc chắn nó là của Jeremy rồi cô nghĩ và đương nhiên là nó đã không hiểu cô hướng dẫn cái gì ngày hôm qua cả. Chỉ tại cô quên mất không gọi cho ba mẹ cậu bé. Bởi vì cô không muốn làm cho cậu bé xấu hổ. Cô lặng lẽ để một quả trứng một bên và tiếp tục lấy quả trứng khác. Đột nhiên Jeremy nói to: "Cô Miller ơi, sao cô không nói gì về quả trứng của con hết?" Bực mình, Doris trả lời, "Nhưng mà Jeremy quả trứng của con trống không chẳng có cái gì bên trong cả cậu bé nhìn vào mắt cô giáo và trả lời nhỏ xíu vâng ạ à, nhưng mà mộ của chúa Giêsu cũng trống không như vậy mà thời gian như ngừng trôi doris im lặng hồi lâu mới có thể nói tiếp cô, hỏi, cô câu bé, hỏi cậu bé nhưng con có biết tại sao mộ của chúa lại trống không hay không ồ vâng con biết jeremy kêu lên chúa Giêsu bị đóng đinh chết và bị bỏ vào đây, rồi cha của ngài làm cho ngài sống lại. Chuông hết tiết học vang lên, khi những đứa trẻ hào hứng chạy ra ngoài sân chơi, Doris khóc, cái lạnh giá trong tâm hồn cô tan đi hoàn toàn. Ba tháng sau đó, Jeremy mất, những ai đến thăm viếng tang lễ đều ngạc nhiên khi thấy 19 quả trứng đặt trên quan tài của cậu bé, tất cả đều trống không. Chúa đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho bạn và tôi và ngài cũng từ cái chết sống lại tạ ơn chúa vì ngài là một đấng sống ngài đang sống đang lắng nghe những tâm tư đang hướng dẫn chăm sóc từng cuộc đời của chúng ta ngài chính là nguồn hy vọng sống cho chúng ta là những kẻ tin ngài chúa giêsu quả quyết ta là sự sống lại và nguồn sống người nào tin ta dù đã chết rồi cũng sẽ sống người đang sống mà tin ta sẽ được sống vĩnh viễn Giăng đoạn 11 câu 25 đến 26 bạn có sẵn sàng chia sẻ niềm vui Chúa sống cho người khác không muốn thật hết lòng